Có bao giờ bạn tự hỏi là top 1 server YouTube họ có hành trình phát triển như thế nào không? Cho tới thời điểm bây giờ, MrBeast là kênh YouTube dẫn đầu thế giới với lượng subscribe lên đến hơn 300 triệu người đăng ký. Nhưng cái khoảng thời gian ban đầu mà anh này làm YouTube thì cũng rất là khó khăn và phát triển chậm như những kênh nhỏ. Cái điều khác biệt khiến cho anh này tăng trưởng rất là nhanh ở trong cái khoảng thời gian về sau. Và để đến bây giờ đạt cái vị trí độc tôn ở trên nền tảng YouTube thì mời bạn hãy cùng mình xem nhanh cái hành trình phát triển của kênh MrBeast và tự rút ra chiêm nghiệm riêng của bản thân. Nhất là đối với những anh chị em mà đang trong giai đoạn đầu tiên làm YouTube thì đây là một cái động lực rất là lớn. Ok, bây giờ hãy cùng nhau tham quan hành trình của người làm YouTube có nhiều lượt đăng ký nhất trên thế giới hiện nay. Đi thôi. Oh, before you can advance, you must flip every switch and kill. Nếu như mọi người tập trung để ý một xíu thì mình có liệt kê cái số sub tương ứng với cái tháng và cái tuổi đó thì trong vòng 1, 2, 3, thậm chí là 4 năm đầu tiên là cái lượng subscribe nó rất là bé, nó khá là khiêm tốn. Cái năm đầu tiên chỉ có vài chục sub, vài trăm sub à. Nhưng cứ xem tiếp đi, cái sự tăng trưởng về sau của nó rất là tuyệt vời luôn á. This video gets 1 million views. Don't mention it, that's all right by me. Ví dụ như cái chỗ đoạn này thì 1 năm 10 tháng rồi mà mới được có 395 sub à. Rồi 2 năm tuổi mà mới được có 700 mấy chục sub. Cho thấy là cái thời kỳ đầu thì MrBeast cũng te tua hơn nhiều anh em tụi mình đúng không? Mà giờ nhìn cái sub của ông kìa, kinh khủng luôn mày. Chứ như hồi đó mà ổng nản, xong rồi cái ổng nghỉ, ổng bỏ thì chắc làm gì có như ngày hôm nay đúng không? Kiên trì lên mấy anh em mình ơi. Tính ra là hơn 3 năm mà mới được có khoảng tầm 2.000 mấy, gần 3.000 sub thì nó rất là bé. Nó đang chậm, cái giai đoạn này của ổng nó rất là chậm. Mà tính ra ổng cũng rất là kiên trì á. Cái giai đoạn đầu tiên này là MrBeast ổng làm chuyên về game. Rồi nhìn kìa, gần 4 năm nha, mới đạt được 10.000 sub đầu tiên mà. Nhưng mà sau đó thì từ cái mốc này là mọi người sẽ thấy là bắt đầu là cái số sub nó nhảy nhanh hơn kìa. Đó. Nhanh hơn. Mà thật ra điều này nó cũng giống với nhiều kênh khác. Cái thời gian ban đầu nó chậm, nhưng mà ai mà kiên trì, làm càng lâu thì lại càng có kinh nghiệm mà. Làm càng lì, càng chăm thì sau này á, làm thì nhiều cái video nó cùng nhau hoạt động, nó cùng đẩy view, cùng đẩy sub lên. Đó, mọi người thấy không, nó tăng trưởng nhanh kinh khủng. Đó, và tới 4 năm rưỡi là được 100.000. Nhưng mà cái điều kỳ diệu ở đằng sau á, chỉ trong vòng từng tháng là bắt đầu nó tăng hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn lượt sub mỗi tháng luôn á. Cái này là nó tăng trưởng theo cấp số nhân luôn mất tiêu rồi. Và anh mất 5 năm rưỡi mới đạt được 1 triệu sub đầu tiên. Và kể từ đó trở đi là kiểu mỗi tháng là nó tăng thêm vài trăm ngàn sub cho tới vài triệu sub. Nếu như mà cái hồi đó mà ổng làm cái thời gian đầu ấy nản quá mà ổng nghỉ á, ổng bỏ làm giống như một số anh em đang xem ở đây ha, thì chắc là bây giờ cũng không có cái vị thế số 1 thế giới như bây giờ. Mà MrBeast ổng là một cái hình tượng của cái người đang có lượng sub cao nhất thế giới hiện nay. Chứ còn những cái người làm thành công khác thì họ cũng có cái con đường tương tự thôi. Put that right hand on the car. 10 million subscribers. Mà họ chịu khó được 3 năm để mới bò lên được cái mức là 10.000 sub, trong khi là ở đây có nhiều anh em là làm mấy cái mấy ngày mà than khó rồi thì thôi cũng chịu thua, đúng không? Trời ơi, và bây giờ mọi người xem nè. Bây giờ nó tăng cứ mỗi tháng là mấy triệu cho tới mấy chục triệu sub. Trời ơi. Và mọi người biết đó, cái hồi đầu á là thần tượng của MrBeast là PewDiePie. MrBeast nói vậy mà.
Nhưng mà bây giờ là cái số sub của MrBeast đã gấp 3 lần PewDiePie rồi. YouTube nó như là cái quả cầu tuyết lăn vậy đó mọi người. Cái thời gian ban đầu thì nó cực, nó khó vì chỉ có một vài video nó làm việc thì ít sub, ít view. Nhưng mà càng về sau thì cái kinh nghiệm của chúng ta nó càng ngày nó càng tăng và nhiều video nó cùng làm việc. Cho nên là view sub nó cộng dồn lại nó tăng trưởng nhanh. Bởi vì khi mà làm YouTube thì càng về sau thì gừng càng già càng cay mà, đúng không mọi người? Mọi người thấy những cái năm về gần đây là trời, số sub nó tăng cứ mỗi tháng là vài chục triệu vậy đó. Và trong tương lai thì mình tin chắc là nó sẽ còn tăng trưởng nữa, chứ nó không phải là chỉ có vậy thôi. Quá kinh khủng cho người đứng đầu subscribe kênh toàn thế giới ha. Phòng này sẽ giành được $1,000,000 cho người đăng ký kênh của họ. Tuyệt vời đúng không mọi người? Không chỉ riêng MrBeast mà còn rất nhiều những kênh YouTube khác nhỏ hơn nhưng mà họ đã thành công thì họ cũng phải trải qua cái khoảng thời gian ban đầu nó cực khổ như thế. Và càng về sau thì cái kênh của họ càng ngày càng lớn lên và những cái lợi ích cũng như là thành quả họ đạt được nó bắt đầu mọc ra tua tủa. Và kênh của mình hay là kênh của bạn cũng thế, trong tương lai chắc chắn nó sẽ phát triển. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục phát triển kênh, vẫn làm video, vẫn chăm đăng bài, vẫn chăm làm những cái hoạt động để giúp cho kênh thúc đẩy tăng trưởng. Ok, mình hy vọng rằng video này là một cái video sẽ giúp cho mọi người có thêm cái niềm tin, tiếp thêm lửa cho mọi người để mọi người tiếp tục cái hành trình của mọi người với việc làm YouTube trong khoảng thời gian tới nha. Hãy comment số subscribe của bạn ở bên dưới để biết đâu trong 1 năm nữa, 2 năm nữa hay là 5 năm nữa, khi mà kênh của mọi người đã tăng trưởng rồi thì mọi người quay lại để xem cái comment này, xem thử chúng ta đã phát triển được bao xa rồi nha. Ok, nhớ comment bên dưới nha. Rồi, bye bye mọi người. Chúc mọi người xây kênh thật là thành công.